Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 5 tới đây, cùng với các địa phương trong nước, thành phố Bạc Liêu sẽ tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Để đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra thành công, thành phố Bạc Liêu đã có những bước chuẩn bị cho công tác bầu cử từ rất sớm. Công tác bầu cử được thực hiện đúng kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Tính đến thời điểm hiện tại, thành phố đã thành lập quỹ ban bầu cử, tổ chức hiệp thương lần 2, lập xong danh sách cử tri, ấn định số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị, tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Tất cả các bước đã được chuẩn bị với tâm thế sẵn sàng cho ngày bầu cử. Bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào cơ quan quyền lực của nhà nước, góp phần xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Từ ý nghĩa quan trọng đó, công tác bầu cử trên địa bàn thành phố được cả hệ thống chính trị tích cực chuẩn bị đúng kế hoạch đề ra và thông qua nhiều việc làm cụ thể. Thành phố Bạc Liêu đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, ban hành kế hoạch triển khai công tác bầu cử, thành lập các tiểu ban, tuyên truyền, an ninh và trật tự xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các tổ giúp việc quỹ ban bầu cử để thực hiện công tác chuẩn bị cho bầu cử. Đặc biệt, thành phố còn thường xuyên tổ chức các buổi hội nghị hướng dẫn quy trình thực hiện bầu cử, hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện công tác bầu cử, hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Tại mỗi cuộc họp, lãnh đạo thành phố đều có mặt tham dự và có nhiều chỉ đạo cụ thể. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác bầu cử vừa được tổ chức, ông Quỳnh Hữu Trí, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bạc Liêu, trưởng Ban chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Bạc Liêu đề nghị việc lựa chọn ứng cử viên phải làm sao đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của người dân, phải xác định công tác lãnh đạo chỉ đạo bầu cử phải chặt chẽ đúng theo luật định, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng tuyên truyền gắn với mọi quy định của pháp luật về bầu cử nhằm nâng cao nhận thức về quyền nghĩa vụ chính trị, trách nhiệm của mọi công dân, rà soát cử tri, việc thành lập danh sách cử tri phải chính xác đúng quy định. Công tác bầu cử phải đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19, tăng cường công tác bảo vệ bầu cử, chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất và có kế hoạch dự phòng phương án bầu cử bổ sung. Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Bạc Liêu, trưởng ban chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, các ban ngành đoàn thể, các phường xã trên địa bàn đã tích cực chuẩn bị. Tại phường 1, ông Phan Minh Kha, Bí thư Đảng ủy phường cho biết, bên cạnh các nhiệm vụ trong công tác bầu cử, phường còn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cử tri hiểu và thực hiện quyền của mình để cử tri đi bầu đạt tỷ lệ cao. Tính tới thời điểm này thì phường đã thực hiện xong cái việc hiệp thương lần thứ 2 đối với các ứng cử viên. Thì theo quy định thì trên địa bàn phường được ấn định là 23 đại biểu. Tính đến nay thì phường có là 44 ứng cử viên. Thì theo cái quy trình nhân sự thì phường chuẩn bị các điều kiện cần thiết để cho các cái ứng cử viên trên cái địa bàn của phường lấy ý kiến nơi cư trú. Thì xác định cái việc lấy ý kiến nơi cư trú là một trong những cái nhiệm vụ quan trọng trong cái quy trình nhân sự. Thì phường cũng ngoài việc lấy ý kiến cử tri đối với các ứng cử viên của Hội đồng Nhân dân của phường, thì phường còn chuẩn bị để lấy ý kiến cử tri đối với các cái ứng cử viên là đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp đang sinh sống trên địa bàn của phường. Cùng với các phường xã khác trên địa bàn, phường 2 cũng tích cực chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử. Phường 2 đã đẩy mạnh công tác quán triệt công tác bầu cử sâu rộng trong toàn đơn vị và nhân dân. Các bước như ấn định danh sách cử tri đi bầu và lấy ý kiến cử tri từ cư trú được phường thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh đó, phường còn đẩy mạnh công tác kiểm tra các cơ sở bầu cử, tránh để sai sót trong quá trình chuẩn bị để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi thực hiện các quyền của mình khi tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đơn vị phường 2 chúng tôi đã tổ chức triển khai quán triệt sâu rộng trong toàn bộ cán bộ và đảng viên trong toàn đơn vị. Ngoài ra đó thì chúng tôi còn triển khai các quyết định thành lập ủy ban bầu cử, các cái tổ bầu cử cũng như là các cái tiểu ban, như là tiểu ban tuyên truyền, rồi tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo, tiểu ban là bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội,
Ngoài ra thì cũng thành lập các cái tiểu ban về nghiệp vụ chuyên môn để giải quyết các vấn đề trong bầu cử. Vấn đề thứ hai đó là về tổ chức hiệp thương, thì báo đồng chí đến nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 2 đã tổ chức hiệp thương xong lần thứ hai về số đại biểu dự kiến bầu hội đồng nhân dân của phường, đó là 44 đại biểu, và số đại biểu được bầu chính thức là 22 đại biểu. Vấn đề thứ ba đó là cái công tác tuyên truyền, thì đến nay là ủy ban tuyên truyền của phường đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể cán bộ đảng viên cũng như là quần chúng nhân dân của địa bàn phường 2. Nội dung tuyên truyền đó thì tuyên truyền sâu rộng về cái mục đích, ý nghĩa cũng như là tầm quan trọng và thời gian của cuộc bầu cử, và tuyên truyền các cái văn bản, các nghị quyết, các chỉ thị từ trung ương đến địa phương có liên quan đến công tác bầu cử. Tại xã Hiệp Thành, các mặt chuẩn bị cho công tác bầu cử diễn ra đúng tiến độ. Danh sách cử tri đã được rà soát cụ thể với hơn 6.199 cử tri. Các cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bầu cử được đảm bảo. Hiện xã có 6 tổ bầu cử tương ứng với địa bàn khu dân cư. Đối với xã cũng đã thành lập 6 cái tổ bầu cử ở các cái tương ứng với các cái địa bàn ở các khu dân cư. Và những điểm này thì được sắp xếp bố trí phù hợp và thuận tiện cho người dân khi thực hiện cái quyền nghĩa vụ của mình. Cái thứ hai thì đối với công tác rà soát lập danh sách cử tri thì đến thời điểm này thì trên địa bàn xã có 8.025 hộ, thì chúng tôi cũng đã lập danh sách sơ bộ cử tri đến thời điểm này được 6.199 cử tri, thì cũng đã cơ bản, trong đó thì có 3.065 là nữ. Thì đến thời điểm này cũng danh sách cử tri chỉ là sơ bộ, nhưng mà đến thời điểm này chúng tôi cũng đã chỉ đạo rà soát lập danh sách cử tri một bước. Còn đối với công tác hiệp thương thì xã cũng đã tiến hành hiệp thương lần 1 và hiệp thương lần 2 vào ngày 18 tháng 3. Qua các buổi hiệp thương thì đa số thành phần tham dự thống nhất với cái cơ cấu thành phần số lượng mà của thường trực hội đồng dân đã dự kiến ở lần 1 và điều chỉnh ở lần 2. Nhìn chung qua triển khai, các cấp các ngành và toàn thể cán bộ đảng viên công chức trong toàn thành phố đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, qua đó đã tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục quy định về công tác bầu cử. Đến nay, Ủy ban thành phố và các phường xã đã ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị. Tổng số đại biểu cấp thành phố cần bầu là 33 đại biểu, tổng số đại biểu được giới thiệu là 62 đại biểu. Đối với cấp phường xã, số đại biểu được giới thiệu là 468 người, số đại biểu cần bầu là 237 người. Thành phố Bạc Liêu có 10 đơn vị bầu cử, các phường xã có 69 đơn vị bầu cử. Các phường xã đang tiến hành rà soát, thống kê và đối chiếu danh sách cử tri ở các khu vực bỏ phiếu để đảm bảo chính xác trong việc lập danh sách cử tri. Việc niêm yết danh sách cử tri cũng được thực hiện tốt, toàn thành phố có 117.183 người. Tính đến thời điểm hiện tại, cùng với các mặt công tác khác, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thành phố Bạc Liêu đang tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Hầu hết các đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đều được tín nhiệm và được người dân biểu quyết tán thành để được giới thiệu ứng cử. Ngay khi có đề án của Thường trực Hội đồng Dân, thì Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thông qua về cơ cấu thành phần cũng như số lượng ứng cử viên đại biểu Hội đồng Dân của nhiệm kỳ. Thì sau khi thông qua phiên họp mà hiệp thương lần thứ nhất này thì đã ấn định xong rồi, thì trên cơ sở đó là Mặt trận tiến hành mời các cơ quan, đơn vị, các tổ chức mà có người được phân bổ để giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Dân thì mời đến để hướng dẫn về quy trình tổ chức các cái bước, tổ chức 3 bước để giới thiệu người ứng cử. Thì sau khi mà hướng dẫn xong thì cũng có quy định về thời gian, thì tất cả các cơ quan, các tổ chức, các đơn vị đều đảm bảo giới thiệu thực hiện 3 bước theo quy trình, đảm bảo đúng thời gian và đúng quy định. Nhiệm kỳ này thì trên cơ sở hồ sơ ứng cử mà các đơn vị gửi về, cũng như bên Ủy ban bầu cử gửi danh sách về cho và tiểu sử tóm tắt về cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận thành phố, thì qua hội nghị hiệp thương lần thứ hai thì cơ bản là tất cả các ứng cử viên đều đảm bảo về điều kiện, về tiêu chuẩn của ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ này.
sau khi hiệp thương lần thứ hai xong rồi thì đã có số lượng danh sách sơ bộ. Trên danh sách sơ bộ đó thì mặt trận cũng đã hướng dẫn đối với ban thường trực với ban mặt trận các phường xã để tiến hành là tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên. Thì theo kế hoạch thì đến ngày, đối với địa bàn thành phố thì đến ngày 9 tháng 4 là sẽ tổ chức dứt điểm các cái hội nghị lấy ý kiến cử tri. Sau các hội nghị lấy ý kiến cử tri thì tất cả các ban thường trực với ban mặt trận các phường xã tổ chức là sẽ báo cáo biên bản hội nghị về cho mặt trận để chuẩn bị cho ban thường trực với ban mặt trận mà các nơi hiệp thương giới thiệu người ứng cử đó, để tiến hành mặt trận tiến hành chuẩn bị bước thứ ba, đó là hiệp thương, tổ chức hiệp thương lần thứ ba trước khi có danh sách chính thức các ứng cử viên. Thì nhìn chung là về quy trình, về thời gian, lộ trình, từng mốc thời gian đều mặt trận đều triển khai đảm bảo đúng theo quy định, và chất lượng của các cuộc hội nghị, các cái cuộc hội nghị cử tri, các cái cuộc giới thiệu người ứng cử đều là đạt hiệu quả cao. Để người dân hiểu và tham gia tích cực vào công tác bầu cử, tiểu ban tuyên truyền của thành phố và của các phường xã còn đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tuyên truyền với hình thức trực quan tại các cơ quan đơn vị, trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền bằng các loa lưu động và trên các tuyến đường lớn của thành phố. Ngoài ra, các cơ quan đơn vị tổ chức các cấp thông qua các cuộc họp, sinh hoạt định kỳ đã tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công chức, hội viên và nhân dân. Từ đó, họ rất đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia vào công tác bầu cử. Đối với bản thân cô qua cái công tác tuyên truyền, thì mình thấy thêm cái ý thức cảnh giác với mọi hành vi, coi như chống phá lại đảng nhà nước chúng ta, nhất là trong cái đợt bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Mình ý thức được chỗ đó để có cái mình cảnh giác và đồng thời cùng vận động những nhân dân ở trên, ở gần mình cũng nâng cao ý thức cảnh giác. Để chuẩn bị bầu hội quốc hội cũng như là hội đồng dân các cấp sắp tới diễn ra, thì đối với bên cạnh của chính quyền địa phương thì cũng luôn là mời dân để tụ hội họp, đồng thời bên cạnh đó là tuyên truyền hộ dân về những đại biểu. Mình người dân mình có quyền được chọn lựa những đại biểu là xứng đáng để bầu vào quốc hội cũng như là bầu vào hội đồng nhân dân các cấp. Và bên cạnh đó là những cái đại biểu đó có những cái uy tín để là chăm lo đời sống cho người dân mình trong cái đời sống về các mặt kinh tế xã hội, và đồng thời cũng tuyên truyền thêm người dân đến ngày bầu cử và bầu cử sắp tới thì cũng người dân cũng đều nhận thức và cũng sẽ là sốt sắng để đi bầu cử sớm để nhằm đảm bảo cho ở đơn vị cũng được hoàn thành tốt trong vấn đề bầu cử. Có thể nói qua quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử trên địa bàn thành phố Bạc Liêu đang diễn ra nghiêm túc, dân chủ, đúng pháp luật, sát tình hình thực tế của địa phương. Từ đó kết quả bước đầu triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Tất cả các công việc chuẩn bị đều hướng đến mục tiêu đảm bảo tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao nhất, bầu đủ số lượng đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật. Đại biểu được bầu có chất lượng với cơ cấu hợp lý, đảm bảo sự đồng bộ trong việc bố trí sắp xếp trong hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng và chính quyền các cấp trong thành phố Bạc Liêu. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng với sự chung tay của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là việc phát huy quyền làm chủ của người dân, thành phố Bạc Liêu đang tiến dần đến mục tiêu đưa cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thật sự là ngày hội của toàn dân. Chuyên mục thành phố Bạc Liêu trên đường phát triển kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.